Dạ vâng, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Hôm nay mới nhất là ngày 18 tháng 1 năm 2021. Em Bình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe đến từ hãng Mitsubishi. Xin chia sẻ thêm với các bác là buổi chiều hôm qua em có lên sóng chiếc Mitsubishi Jolly ấy, thì cũng rất là cảm ơn anh Trung ở bên Gia Lâm đã qua đặt cọc. Thực ra thì anh cũng xem qua hình ảnh thì anh cũng tự tin và tin tưởng đặt cọc chiếc Jolly của em rồi các bác nhá. Do vậy là em tạm ngừng giao dịch chiếc Jolly 205. Thì hôm nay em có một chiếc xe Mitsubishi Xpander 1.5 số tự động, sản xuất năm 2019, tên tư nhân biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay, xe màu trắng. Nói về chiếc xe 19 này thì nó là một chiếc xe siêu lướt các bác nha. Xe chạy ở 1.1 vạn cây số. Xe biển tỉnh đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Do vậy là bác nào mua chúng ta chỉ việc 2% thuế trước bạ sang tên là xong thôi. Thì hôm nay em có một cái địa điểm quay phim mới, đó là cái khu đua xe F1 của thành phố Hà Nội. Đây các bác này, em đang ở khu Liên Hợp Thể Thao Mỹ Đình, rất là rộng rãi luôn. Thì lên sóng cho các bác một cái mẫu xe màu trắng, tên tư nhân biển tỉnh các bác nhá. Xe chạy 1.1 vạn. Về giá bán, chiếc xe này hiện tại em đang chào bán với giá là 595 triệu, giá còn thương lượng và linh động một chút. Bác nào thật sự quan tâm thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả. Các bác cứ nôm na là tính toán làm sao xe này với một chiếc xe mới bây giờ lăn bánh thì chúng ta đỡ được bao nhiêu tiền. Kể cả đỡ 5-60 thì nó cũng là một cái số tiền để chúng ta nên cân đối. Bởi vì nó là một chiếc xe cũng chất lượng còn khá là mới và tốt thôi các bác ạ. Nội thất cho đến máy móc tất cả mọi thứ còn dị 100% các bác nhá. Còn đương nhiên xe cũ thì không thể nào mà gọi là mới tinh 100% được các bác ạ. Đó, em sẽ quay qua phần nội thất cho các bác ngắm qua về cái chất lượng của cái chiếc xe này. Âm thanh thì rất là đẹp, rất là hay các bác nhá. Màu trắng, bạch công tử các bác ạ. Xe mới lắm, các bác yên tâm nhá. Về chất lượng xe của em thì em luôn luôn cam kết luôn. Em tắt bò nhỏ cái nhạc lại một chút để chúng ta nói chuyện với nhau nó dễ hơn. Rồi, mở nhạc nhỏ đã xong này. Nội thất ghế da màu đen pha với màu kem rồi các bác ạ. Nói chung là xe mới như thế này thì em không cần thiết phải quay quá kỹ. Chúng ta em sẽ quay những cái cơ bản các bác nhá. Về cái phần đầu xe chúng ta cũng được nhìn thấy này. Ba đờ sốc vẫn là sơn zin. Vẫn là sơn zin tuyệt đối. Chất lượng xe em bán ra thì các bác yên tâm, chúng ta chỉ bàn về giá thôi. Giá chúng ta là giá tham khảo và còn thương lượng. Đó, các bác nhìn phần đầu xe đây. Đây, xe duy nhất một vết xước nhỏ đây các bác nha. Đó, có một vết xước nhỏ thôi. Còn đầu tất cả mọi thứ từ đèn đóm này, mạng chrome, tất cả mọi thứ là còn nguyên bản các bác nha. Mặt ca lăng, máy đang nổ im thin thít luôn các bác ạ. 1.5 số tự động Xpander chạy được các bác nha. Em đánh giá cao con số tự động hơn là con số sàn. Con số sàn cảm giác chạy nó không được mượt lắm đâu, cảm giác nó hơi bị làm sao ấy. Còn con số tự động thì chạy rất là ok, kể cả là chở 7 người em thấy chạy ok. Còn đi đèo đi núi thì chưa thử các bác ạ. Các bác đợi một xíu em mở cái. Rồi, đây là máy nguyên bản từ lúc hạ lồng như thế nào thì bây giờ chiếc xe này máy nó vẫn còn nguyên như vậy các bác nhá. Xe không cho dọn rửa máy bởi vì máy là máy xịn theo xe. Nếu mà rửa lên thì nó thành đá lâm ra là mới quá các bác. Chúng ta nhìn đây. Đó, ốc chân máy cho đến tất cả mọi thứ đây các bác nhìn này. Máy đang nổ các bác nhá, máy đang nổ êm thin thít luôn ạ. Đây. Các bác yên tâm, nói chung là mọi vấn đề chúng ta chỉ biết nói với các bác là yên tâm thôi. Đó, chúng ta chỉ bàn về giá thôi mà. Còn cái chuyện là có nhiều câu hỏi là xe đâm đụng ngập nước thì đi đâu hết hả em, thì nói thật với các bác là em không biết đâu. Bởi vì đi xem, đi đến nhà dân xem những con xe mà đâm đụng hay là ngập nước hay xe lỗi thì mình cũng có mua đâu. Còn thì người ta có bán cho anh em bạn bè hay là thợ nào lấy về thì nói thẳng với các bác là em cũng không biết. Bởi vì mình một khi mình đã không thích những chiếc xe như thế rồi thì mình không quan tâm nó đi đâu về đâu làm gì cả. Các bác mua đầu thợ nào cũng uy tín thôi, nói thẳng với các bác là thợ nào cũng uy tín. Cái quan trọng là chất xe và giá trị xe các bác mua đến tay, các bác mua thì nó có đúng giá trị hay không, đó mới là cái điều quan trọng các bác ạ.
Còn đương nhiên chúng ta đi mua xe cũ chúng ta phải nên cẩn thận. Thế thôi, nhắc nhở các bác khéo như vậy. Đây là cái phần tabli này các bác nhìn này. Một chiếc xe lướt thì đương nhiên rồi, xe mới các bác xem review ở các kênh khác thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Còn cái chất lượng xe này thì các bác yên tâm nhá. Quá đẹp luôn các bác ạ. Tablo tabli này. Vô lăng củ số, xe chạy có 1 vạn thôi mà, xe chạy có 1 vạn thôi. Giá em vẫn còn bớt các bác nhá. Bác nào thiện chí là giờ là gần Tết rồi, gọi là cũng để vừa bán vừa kỷ niệm thôi. Đương nhiên là muốn bán thì có lãi. Nhưng mà xe nó mới thật sự các bác ạ. Đỡ được khối tiền đấy. Bác nào mua về chạy dịch vụ thì quá hợp lý luôn. Chúng ta vay mượn cóp nhặt mua một con xe thì đâu đơn giản, nó là nửa tỷ chứ không phải là một số tiền nhỏ. Với một người kinh doanh mua về để kinh doanh thì đỡ được bao tiền là chúng ta đỡ được bấy nhiêu tiền. Các bác có bảo rằng là ui thêm tí mua một xe mới, thực ra với các bác cố nữa cố mãi thôi. Chúng ta cố thì nó nhiều kiểu cố lắm các bác ạ. Màu trắng mà con xe này nhìn nó trưởng xe nó cũng đẹp luôn. Đèn hậu zin các bác nhá, đèn hậu zin. Cốp cổ tất cả mọi thứ lót sàn da rồi, trải sàn da các thứ mới tinh luôn các bác ạ. Mới mà. Đây hộc đựng đồ. Đó, các bác nhìn này, từng cái chi tiết trên xe này. Đó. Hơi chê cái dàn điều hòa kia, nhìn nó vẫn giống con Jolly 205 của em quá các bác ạ. Xpander 1.5 số tự động 2019. Màu trắng. Biển tỉnh đã rút hồ sơ gầm tay. 595 triệu các bác nhá. Giá vẫn còn linh động. Cái ghế da này là ghế da bọc thêm các bác ạ. Bởi vì nguyên bản chiếc xe này nó chỉ được trang bị là ghế nỉ thôi. Thì anh chủ nhân anh thích cái màu này thì đúng là hợp, rất là hợp luôn. Màu trắng đen đi. Trắng đen đi. Đó, trần phào nỉ nủng các thứ đã đầy đủ và mới các bác ạ. Các bác nào thiện chí thì cứ lên xem xe trực tiếp nhá. Đây các bác nhìn, nhìn như thế này chúng ta hiểu được cái độ mới của xe, độ cứng của xe này. Đây là ghế lái này. Ghế lái đây. Vô lăng củ số quá đẹp luôn các bác ạ. Chạy có 1 vạn thôi mà. Màn hình DVD cảm ứng Bluetooth đầy đủ. Ni lông bên này cũng chưa bóc hết. Chưa bóc hết, đèn đèn đóm là đương nhiên phải hoạt động rồi. Gương này. Vô lăng đây các bác. Vô lăng 3 chấu. Máy đang nổ đấy các bác nhá. Em thề với mọi người là phải công nhận là nó êm. Đấy, nổ rồi. Mà cảm giác đi cái dòng xe Mitsubishi mà sao nó cảm giác nó tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Nó rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mình đi mình cảm nhận được cái máy kiểu nó không quá đầm mà nó không bị gằn máy ấy. Nó thoát xe. Đây, như các bác cũng được nhìn thấy thì vô lăng đây các bác nhá. 1 vạn 1 xịn luôn. Thì tất cả mọi thứ trên xe nó phải là mới. Chúng ta bây giờ cứ tính toán làm sao so với xe mới đỡ được 5-60 thôi là cũng là một thành vấn đề, đúng không các bác? Đó, chống trơn trượt tại mặt gương chỉnh điện này, gương gập điện tất cả đây. Còn nguyên bản các bác nhá. Lên kính này, 4 kính này cho đến tablo tabli này các bác. Mới quá. Đây là một gọi là chiếc xe lướt rồi. Đề nổ start top đầy đủ các bác ạ. Một chiếc xe lướt. Bây giờ quay chả biết nói gì nữa các bác ạ, bởi vì là xe lướt quá. Rồi em xin nhắc lại với các bác nhá, em đang có chiếc xe Mitsubishi Xpander 1.5 số tự động sản xuất 2019, biển tỉnh đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Giá bán 595 triệu, giá còn thương lượng và linh động. Bác nào thật sự quan tâm chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả nhá. Em Bình xin thành cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.